Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư, quý sư cô cùng quý thiền sinh có mặt trong khóa thiền 20 ngày. Và hôm nay chúng ta đã trải qua 15 ngày thiền tập. Và cho đến ngày hôm nay thì qua cái sự quan sát thiền sinh thì có những thiền sinh tinh tấn trong cái sự thực hành của mình và tôn trọng cái sự thực hành. Tuy nhiên, còn cũng một vài thiền sinh dễ vui, không có tôn trọng cái việc thực hành của mình, cho nên là cái sự thực hành nó không có được tốt đẹp. Và và cái bài pháp hôm nay muốn gửi đến quý vị về 8 cái nguyên nhân để có được cái tuệ Vipassana. Và trong cái Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya thì có giải thích về 8 cái yếu tố, 8 nguyên nhân để có được cái tuệ Vipassana ở trong bài kinh Panya Sutta, hay còn gọi là bài kinh trí tuệ. Thì cái nguyên nhân thứ nhất được đề cập đến đó là bạn lành, hay là cái vị thầy có thể hướng dẫn thiền cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng trong bài kinh Nidana Sutta là đại nhân duyên, thì Đức Phật Ngài mới hỏi Ngài Ananda rằng: Này Ananda, ngươi nghĩ sao? Một vị thầy ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến cái đời sống phàm hạnh, đến cái sự thực hành của mỗi người? Thì Ngài Ananda mới bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng một người thầy ảnh hưởng 50% đến cái sự thực hành. Thì Đức Phật Ngài mới nói: Không phải vậy Ananda, một cái người thầy ảnh hưởng hoàn toàn 100% đến cái sự thực hành của mình. Cho nên là chúng ta biết mà khi mà chúng ta có được một vị thầy hoặc là cái người bạn lành của mình, thì Đức Phật được ví như là cái người bạn lành, cho nên là ảnh hưởng hoàn toàn trong cái đời sống phàm hạnh. Và chúng ta đến đây, chúng ta thực hành và chúng ta được học dưới sự hướng dẫn, thì khi mà mình nghe hướng dẫn rồi mình cố gắng mình thực hành theo những cái điều đã được nghe, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta sẽ gặt hái được kết quả. Và đa phần thiền sinh chúng ta đã làm được. Tuy nhiên chỉ còn một ít thiền sinh vì dễ vui, không có thu thúc, cho nên là không thấy được cái kết quả, không gặt hái được kết quả. Và chúng ta gặp một cái người mà hướng dẫn thiền tốt đó, cho nên là chúng ta sẽ đi đến nơi đến chốn. Còn nếu mà mình không có gặp đúng thầy và cái người đó không có khả năng để hướng dẫn cho chúng ta, cho nên là chúng ta không thể vượt qua được những cái khó khăn. Còn khi mà chúng ta có được một cái vị thầy hướng dẫn, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được và thực hành theo, thì như vậy chúng ta sẽ vượt qua được các khó khăn và thành tựu được cái sự thực hành của mình. Và chúng ta biết rằng ví dụ mỗi người chúng ta tất cả đều có cái nhân duyên khác nhau, không ai
Và đối với Đức Phật cũng vậy. Mặc dù Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại, tuy nhiên Ngài cũng không thể nào tiết độ hết tất cả chúng sinh được. Có những vị Ngài không tiết độ, ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất. Không phải do nghe pháp của Đức Phật thuyết giảng mà Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp, mà do Ngài A Sa Chí là một trong năm vị Thầy Kiều Trần Dư nghe pháp, nghe cái bài kinh truyền pháp luân của Đức Phật đầu tiên là chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi mà gặp Ngài A Sa Chí và đã hỏi pháp và đã chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn khi nghe Ngài A Sa Chí giảng, chứ không phải do Đức Phật. Thì như vậy chúng ta thấy là mỗi người nó có nhân duyên, không có ai giống ai. Tuy nhiên khi mà mình gặp được một cái vị thầy đó thì cái vị đó sẽ hướng dẫn cho mình thực hành rốt ráo. Thì ví dụ như một người cư sĩ tại gia gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài không có đủ gọi là cái ba la mật để Ngài hướng dẫn đến đạo quả thánh. Ngài chỉ hướng dẫn chứng đắc thần thông thôi, thiền định thôi, chứ không có hướng dẫn để chứng đắc đạo quả. Tuy nhiên sau khi gặp Đức Phật thì Đức Phật lại hướng dẫn thực hành cho đến chứng đắc đạo quả. Cho nên là chúng ta thấy mỗi người nó có nhân duyên và không có ai giống nhau cả. Tuy nhiên một cái vị thầy rất là quan trọng trong cái sự thực hành của mình, nó ảnh hưởng 100%. Cho nên một cái vị mà có khả năng hướng dẫn, mình sẽ đi đến nơi đến chốn theo cái sự hướng dẫn đó. Còn nếu mình không theo sự hướng dẫn thì như vậy cái sự thực hành của mình nó sẽ không đi đến nơi đến chốn, là do mình chứ không phải do vị thầy đó. Và cái nguyên nhân thứ hai để giúp chúng ta phát triển có được cái tuệ minh sát là chúng ta hỏi những cái điều mà chúng ta chưa hiểu rõ về cái sự thực hành. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp, có những thiền sinh thì nghe một lần họ sẽ nhớ những cái điểm chính và họ thực hành nó đúng. Tuy nhiên có những thiền sinh thì không hiểu được, vì mỗi chúng ta đều có cái nghiệp riêng hết, ba la mật khác nhau, cho nên sẽ có người hiểu nhiều, người hiểu vừa, người hiểu ít, và ngay cả có người không hiểu luôn do cái ba la mật của mình, chứ không ai giống ai hết. Thì như vậy sau khi mà mình nghe về cái sự hướng dẫn rồi mình chưa hiểu thì mình phải hỏi rõ lại để mình hiểu, để mình thực hành cho nó đúng. Thì như vậy sự thực hành của chúng ta nó mới đạt được cái kết quả. Còn nếu mà tự mình thực hành theo ý của mình thì cho nên là chúng ta sẽ không có gặt hái được cái kết quả. Cho nên có những thiền sinh đó, họ đi những cái khóa thiền khác đó, là gọi là không có bắt buộc trình pháp. Họ muốn trình thì trình, không trình thì thôi. Cho nên đó là cái vị thầy cũng không biết cái thiền sinh đó thực hành như thế nào, có được hay không được, thực hành tới mức độ nào, không nắm được. Cho nên họ nói họ đi thực hành 10 năm rồi, cũng đi nhiều quá rồi, nhưng mà đến khi qua đây thì họ không chánh niệm được. Mà nói đây là lần đầu tiên con mới trình pháp. Cho nên cái sự trình pháp rất là quan trọng. Tại vì để chi? Để cái người thầy biết được mình có hành đúng hay không. Nếu mà cứ ai thích thì trình pháp, không ai thích thì thôi không trình. Cho nên là không biết được cái người thiền sinh đó thực hành như thế nào, đúng hay sai, để mà chỉnh sửa cho nó đúng. Thì cho nên là khi mà
một cái vị thầy mà không có giám sát kỹ càng thiền sinh đó, cho nên là thiền sinh có những cái trạng thái bất thường thì không có thể giúp được những cái thiền sinh này vượt qua được, cho nên nó bị gặp chướng ngại, trở ngại. Và cho nên là cái việc trình pháp rất là quan trọng để chúng ta trong lúc đó chúng ta nghe pháp rồi chúng ta hỏi lại những cái điều mà chúng ta cần thực hành cho đúng. Còn đa phần thấy thiền sinh hỏi những cái câu có khi không liên quan, không liên quan về sự thực hành. Cho nên là không có ngại về cái việc hỏi rõ về cái sự mà chúng ta chưa có hiểu rõ, chưa có nắm rõ phương pháp, thì chúng ta phải hỏi lại cho chúng ta nắm rõ để thực hành đúng, không có hiểu mù mờ. Và ngay cả cái việc mình không hiểu, mình cũng đừng nghĩ rằng là mình hỏi như vậy chắc là sẽ bị cái này, bị cái kia, bị phiền này, phiền kia. Khi mình không hiểu rõ vấn đề là mình phải hỏi, thì đây nó giúp cho chúng ta phát sinh trí tuệ. Hỏi những cái mình chưa hiểu để mình thực hành cho đúng. Đó là cái nguyên nhân để giúp cho thiền sinh chúng ta có được cái trải Vipassana. Chứ cứ lầm lưỡi lưỡi, nghe có khi cái sự thực hành của mình nó không có đúng như vậy mà mình làm, cho nên là mình không có phát triển được trong cái sự thực hành. Và cái nguyên nhân thứ ba để có được cái tuệ Vipassana là chúng ta phải có cái thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Thân ẩn cư là mặc dù chúng ta đến đây chúng ta ngồi thiền chung với nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng giống như mình đang ngồi thiền một mình như vậy, không chú ý đến người khác. Tại vì khi mà mình để ý đến người khác thì như vậy mình sẽ không thiền được. Mình sẽ so sánh phân tích là cái người này thiền hơn mình, hay cái người thiền này không hành thiền được, thua mình. Cho nên nó ảnh hưởng đến sự thực hành của chúng ta. Chúng ta không để ý đến. Và cho nên là cái việc thân ẩn cư đó là một mình tu tập. Cho nên sau khi mà chúng ta thực hành ở đây rồi, chúng ta về nhà tiếp tục duy trì cái sự thực hành của mình, thì như vậy cái tuệ minh sáng sẽ sanh khởi, chứ không phải đợi là chúng ta đi đến trường thiền để chúng ta mới thiền được, thì như vậy không phải. Và tâm ẩn cư là chúng ta nhớ là tâm mình không có dần nó ra bên ngoài. Cho nên cái việc mà thực hành của chúng ta đó, tâm chúng ta không có ẩn cư, nhìn đây nhìn đó, cứ cho cái tâm nó bắt cảnh, mà không phải hành thiền quán tâm là cho tâm bắt cảnh. Tại vì ngay cả mình không cho nó bắt cảnh đi, cái bản chất tự nhiên của tâm là bắt cảnh, chứ không phải mình cần thả nó ra. Mình không cần. Thì như vậy cái điều kiện và cái nguyên nhân để chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát, có được tuệ minh sát, thì chúng ta phải có thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Cho nên một cái người mà thực hành họ có được cái điều này đó, họ ít khi nào họ đi vào đám đông đó quý vị. Không có thích đám đông, không có thích chỗ hội họp tụ tập. Và thường tâm nó thu thúc về, nó không có hướng ra bên ngoài. Hồi trước khi mà đi thực hành, thực sự cũng không có hiểu được, tại vì cũng không có nghe nhiều bài giảng về những cái vấn đề này. Nhưng mà tự động thôi, tự động khi mà thực hành rồi, tự động thấy là mình không có muốn tiếp xúc, tại vì mình thấy không có cần thiết. Tại vì khi mình thấy tiếp xúc một cái tụ lại là bắt đầu sẽ nói chuyện không có liên quan gì đến cái sự thực hành, cho nên là thường là không có thích tụ tập. Mà
khi mình không thích tụ tập ấy, thì sẽ bị những cái lời dị nghị rất là nhiều, nói rằng mình ngã mạn, không hòa đồng, vân vân. Cho nên là khi một người thực hành là không để tâm đến những cái vấn đề này, chỉ lo tập trung vào cái việc thực hành của mình thôi. Tại vì chúng sanh chúng ta đâu có thể bắt ép được cái người khác nói mình. Cái việc thị phi đó Đức Phật còn bị mà, thì mình là gì đây mà mình không bị? Cho nên là thân ẩn cư để giúp chúng ta có được cái sự an tịnh về thân, và tâm ẩn cư là không có hướng đến cái tâm mình hướng ra bên ngoài mà thu về chánh niệm ở trong thân và tâm, thì như vậy chắc chắn cái tuệ minh sát nó sẽ sinh khởi. Còn bây giờ chúng ta đến đây, chúng ta nói là chúng ta đi đến trường thiền, chúng ta thiền, nhưng mà thực sự cái thân chúng ta không ẩn cư, chúng ta lại muốn nói chuyện tụ tập với nhau, có cơ hội là muốn tụ tập, rồi có cơ hội là để cho cái tâm nó phóng đi, chúng ta không có kiểm soát nó bằng cái chánh niệm của mình. Cho nên vì cái nguyên nhân mà thân không ẩn cư, tâm không ẩn cư, cho nên chúng ta không thể phát triển được cái tuệ minh sát. Cho nên muốn phát triển được tuệ minh sát thì chúng ta cần phải có thân ẩn cư và tâm ẩn cư, chứ không phải thân không. Bây giờ mình nói là mình đến thiền đường này, mình ngồi thiền, nhưng mà tâm mình cứ vọng ra ở bên ngoài cuộc sống, không có ở ngay giây phút này, nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ, chồng con cháu, nghĩ về những mối liên hệ, nghĩ về những cái công việc của mình, tài sản của mình, vân vân. Thì như vậy có nghĩa là tâm không ẩn cư. Ẩn cư là chúng ta không có hướng về những cái việc đó nữa, quay về trong thân tâm của mình. Thì đó là cái nguyên nhân sẽ giúp cho chúng ta có được cái tuệ Vipassana. Và có những thiền sinh họ nghĩ rằng ngồi thiền nhóm nó tốt, nhưng mà thực ra cái ngồi thiền nhóm này nó không đem lại cái kết quả nhiều. Cho nên chúng ta thấy người Đức Phật là các vị đó, cứ mỗi người ngồi một gốc cây, sau khi nghe được cái hướng dẫn đề mục của Đức Phật rồi là các vị tùy theo đi vào rừng, mỗi người ở một nơi và thực hành, rồi có vấn đề gì thì đến gặp Đức Phật để trao đổi, chứ không có tụ tập lại. Thì như vậy chúng ta mới là chuyên tâm đối với sự thực hành. Còn khi mà mình thực hành nhóm như vậy là ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta sẽ nói tới người này, nói lui người kia, rồi muốn nói chuyện với người này, muốn nói chuyện với người kia. Cho nên là cái thân nó khó ẩn cư và tâm cũng vậy, khó ẩn cư. Rồi cái điều thứ tư để phát sinh cái tuệ minh sát là chúng ta phải coi giới. Cho nên cái giới nó rất là quan trọng, nó là cái nền tảng vững chắc để giúp cho cái sự thực hành của chúng ta nó thành tựu. Và những cái bài pháp trước thường xuyên nhắc nhở chúng ta về cái việc giữ giới. Và cái việc này chúng ta sẽ thấy là mình giữ giới thì như vậy chúng ta sẽ không có phạm phải về những cái không có phạm phải về những hành động bất thiện về thân và khẩu. Mà khi mình có giới thì sẽ giúp cho định tâm sanh khởi. Cho nên là một khi mà mình nói những cái lời vô ích đó, thì như vậy mình nói trong tâm si, nói không có lợi ích gì cho mình và cũng như cho người nói xong rồi cười, rồi nó ảnh hưởng đến sự thực hành của mình, cho nên dẫn đến là gì? Phóng tâm, không ngồi thiền được.
không thành. Cho nên phải giữ giới để tránh những cái hành động bất thiện về thân, về khẩu của mình. Mình không nói những cái lời không chân thực, không có nói những cái lời ác, không nói âm thầm, không nói những lời vô ích. Thì khi chúng ta có giới thì chắc chắn định tâm sẽ có. Còn khi mình không có giới cho nên là định tâm mình không thể phát triển được. Cho nên cố gắng để giữ giới trong những cái ngày chúng ta thực hành thiền Vipassana. Thì mỗi chúng ta đó, đối với đa phần ở đây chúng ta đều giữ tám giới đó. Rồi đối với người Sa Di thì sẽ giữ 10 giới. Cho nên là khi mà mình đói, buổi chiều mình đói, mình khi mà đói mình không chánh niệm trên cái việc đói, thì lúc này bắt đầu là mình gọi là ăn cái này ăn cái kia để cho nó hết cái sự đói. Và cái sự đói này đó chính là cái tâm tham của chúng ta, chứ không phải là những cái đói. Vì chúng ta không có chánh niệm cho nên là nó thiêu đốt những cái phiền não, nó thiêu đốt chúng ta, cho nên chúng ta mới cảm thấy đói. Còn khi chúng ta có chánh niệm tốt, ngay cả chúng ta ăn không có nhiều lắm nhưng mà chúng ta vẫn không cảm thấy đói. Và ngay cả khi đói đi nữa mà mình ngồi thiền thì mình cũng sẽ hết đói rồi. Mình chánh niệm được cái sự đói đó. Còn vì mình không có chánh niệm cho nên là cái sự đói nó bức bách mình, rồi mình phá giới, mình ăn chiều, mình ăn cái này ăn cái kia, cho nên là dẫn đến là giới không trong sạch. Và giới không trong sạch thì định tâm không có. Thì có những bạn thiền sinh đó, vô những ngày đầu chưa quen nhưng mà vào 3-4 ngày sau là bắt đầu chánh niệm được trên cái đói. Và họ đã không còn thấy đói những ngày sau nữa. Cho nên mình phải tinh tấn, phải giữ giới cho nó được trong sạch. Giới mình không có thì như vậy khó mà phát triển được định tâm. Và cái điều thứ năm, cái nguyên nhân thứ năm để giúp cho chúng ta có được cái tuệ Vipassana để mình biết mình chỉnh sửa mình cho nó đúng. Thì chúng ta thấy giống như ngài Ananda là một cái vị thượng thủ thanh văn của Đức Phật. Ngài biết hết, nắm được hết giáo pháp, cho nên là ngài biết áp dụng lúc nào mình tinh tấn quá là phải giảm xuống, lúc nào cái tinh tấn nó yếu thì nâng nó lên. Thì sau khi mà Đức Phật nhập diệt sau 100 ngày, 3 tháng, thì các vị thánh tăng A-la-hán đã cùng nhau quyết định là kết tập Tam Tạng lần thứ nhất để mà duy trì những cái lời dạy của Đức Phật để cho nó không bị mai một. Thì lúc này chỉ có những vị A-la-hán mới có thể tham dự cái buổi tập tạng thôi. Tuy nhiên thì khi đó
là chúng ta biết rằng ngài Ananda ngài vẫn còn là Tu Đà Hoàn, vị thánh Tu Đà Hoàn thôi, là cái vị thánh thứ nhất, ngài chưa chứng đắc được A La Hán. Và vì chưa chứng đắc được A La Hán cho nên là ngài không được tham dự vào cái buổi kết tập tăng tạng, cho nên là ngài cố gắng, ngài nỗ lực hết mình của mình, ngài tu tập. Thì suốt một đêm đó ngài cứ đi tinh hành, rồi ngồi thiền, đi tinh hành, ngồi thiền suốt, thì như vậy tinh tấn quá mức mà nó vẫn không chứng đắc được đạo quả này hết. Và cho đến khi ngài cảm thấy mệt mỏi, suốt một đêm liên tục tinh tấn, ngài lại tinh tấn quá mức, bắt đầu ngài mới buông cái tinh tấn xuống, hạ tinh tấn xuống, và ngài bắt đầu ngài muốn đi nghỉ. Thì khi mà ngài đi nghỉ đó, thì chúng ta thấy rằng là ngài vẫn duy trì cái chánh niệm. Khi mà ngài vừa đặt lưng, có nghĩa là vẫn chưa có nằm xuống hẳn, mới vừa ngã thôi, thì ngài chứng đắc đạo quả A La Hán. Vì lúc này là cái ngũ căn ngũ lực nó quân bình, thì khi tất cả quân bình thì đạo quả sanh khởi. Cho nên mình tinh tấn quá cũng không được, tinh tấn quá là tâm nó dao động. Có thiền sinh nói là khi tối đi về rồi chánh niệm sâu, giống như là chúng ta ngồi thiền ban ngày như vậy, quan sát kỹ, quan sát sâu, cho nên là khó ngủ, mấy tiếng sau ngủ được, quan sát phòng xẻ rồi ngồi thiền lại. Lúc này khi chúng ta về phòng, chúng ta hạ cái tinh tấn mình xuống, và mình biết được rằng lúc này chúng ta đi nghỉ, thì chúng ta làm trong chánh niệm, làm một cách chậm rãi, và để ý chánh niệm quan sát nó. Thì như vậy chúng ta hạ cái tinh tấn xuống, chúng ta sẽ rơi vào cái ngủ dễ dàng. Còn mình mà tinh tấn quá mức sẽ làm cho chúng ta dao động, và dao động thì không ngủ được. Và chúng ta biết rằng ngài Ananda này không phải kiến thức ở trong cái tư thế ngồi thiền hay là đi tinh hành, mà ngài chứng đắc đạo quả thánh A La Hán trong cái tư thế là chuẩn bị nằm để nghỉ, vẫn chưa nằm hẳn. Cho nên là tại sao chúng ta phải cố gắng tinh tấn chánh niệm từ những cái hành động nhỏ nhặt nhất, chứ không phải chỉ như chúng ta không phải nghĩ rằng là chỉ có ngồi thiền đi tinh hành, còn những cái hành động khác chúng ta không có cố gắng. Ở phía sau chúng ta không nghe được rõ đúng không? Phía sau cùng. Cho nên mà khi thấy tinh tấn nó kém, có nghĩa là chúng ta dễ vui, mà dễ vui thì tinh tấn nó kém thì sẽ làm cho chúng ta dễ bị hôn trầm. Cái tâm nó vội được, nó yên một chỗ thôi, nó không có chánh niệm trên các đối tượng, cho nên là nó sẽ rơi vào buồn ngủ hôn trầm liên tục như vậy. Do chúng ta thiếu sự tinh tấn, thì lúc này mình phải nâng cái tinh tấn lên, rồi cái gì đối tượng gì khỏi cái mình niệm liên tục, thì là chúng ta sẽ tỉnh thức. Còn mình không có cái sự tinh tấn đủ thì như vậy nó sẽ thường rơi vào cái hôn trầm. Và khi mà cái tinh tấn nhiều quá thì nó cũng không được, tinh tấn nhiều quá thì sẽ dẫn đến là phóng tâm, nó phóng rất là nhiều. Theo cái người mà tinh tấn quá nhiều là khác, còn cái người mà suy nghĩ là khác. Có nghĩa là
mà chánh niệm được, rồi một tiếng thở mà lại tụ ra khỏi đối tượng, rồi nó lại chánh niệm thì nó lại tụ mất cái đối tượng, tại vì tinh tấn quá mức. Tinh tấn quá mức thì phóng dật cái tâm nó loạn động và nó dẫn đến là không có định tâm được. Cho nên là tinh tấn quá mức cũng không được, và thiếu tinh tấn cũng không được. Chúng ta phải biết quân bình, khi mà tinh tấn hóa phải hạ tinh tấn xuống, và phải có chánh niệm thì như vậy giúp cho cái định tâm nó phát triển. Tinh tấn nhiều mà niệm nó yếu thì như vậy nó sẽ sanh ra dao động, cái tâm nó dao động. Cho nên cái sự quân bình của tinh tấn và định nó phải quân bình, không có cái nào quá hơn hết. Nếu mà định nhiều quá sanh mong trọng, mà tinh tấn nhiều quá sanh phóng dật. Cho nên là tinh tấn và định tâm phải được quân bình, thì như vậy năm cái ngũ căn ngũ lực nó mới hài hòa. Thì khi hài hòa thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Và cái nguyên nhân thứ sáu, nguyên nhân thứ sáu để có được cái tuệ Vipassana là chúng ta phải có được cái Arattha Viriya, có nghĩa là phải tinh tấn cả thân và tâm. Tinh tấn cả thân đây thì chúng ta phải thường xuyên hành đúng theo cái thần pháp biểu, đi kinh hành một tiếng, ngồi thiền một tiếng. Những ngày đầu thì sinh chúng ta không có thích đi kinh hành, chúng ta đi khoảng 15-20 phút thì chúng ta thấy mệt, chúng ta không tiếp tục đi. Rồi sau những ngày sau thì chúng ta mới cố gắng. Cho nên là thân chúng ta phải tinh tấn, cho dù mệt chúng ta cũng cố gắng. Thì khi cố gắng chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn ban đầu. Tại vì đi kinh hành mà không có sự tinh tấn sẽ không đi được một tiếng. Tại vì mỗi cái bước đi là chúng ta phải chánh niệm cộng với sự tinh tấn và quan sát thì chúng ta mới thấy được. Nếu không tinh tấn thì chúng ta sẽ không đi nổi một tiếng. Chúng ta sẽ cảm thấy nó mỏi, rồi nó chán. Khi mà tâm chúng ta không có sự chú ý nên sẽ dễ dẫn đến cái sự chán nản ở trong đó, trong cái lúc mình đi. Còn khi tâm có để ý là mình thấy mình đi một tiếng rất là nhanh. Rồi tâm chúng ta cũng phải tinh tấn, là phải chánh niệm liên tục. Hết giây phút này qua giây phút kia, hết giờ này sang giờ kia, hết hành động này sang hành động kia, phải liên tục duy trì cái chánh niệm. Chứ không phải chỉ có ngồi thiền đi kinh hành mà mình không có cái sự tinh tấn về tâm của mình. Phải có cái sự tinh tấn về tâm là liên tục duy trì cái sự chánh niệm. Thì như vậy chúng ta có được cái Arattha Viriya cả về thân và tâm. Tinh tấn ngồi thiền đi kinh hành không bỏ giờ thiền nào. Và cho dù là chúng ta có bệnh hay là có đau đi nữa, ở trong cái khóa thiền mà chúng ta tinh tấn chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Còn khi mà mình dễ vui, mình thấy mệt buồn ngủ rồi mình muốn đi nghỉ, cho nên mình thiếu cái tinh tấn về thân. Cho dù nó có mệt mỏi về cái thân nhưng mà chúng ta tâm cố gắng thì chúng ta sẽ vượt qua. Nếu mà mình thực hành thì mình sẽ thấy, còn mình không thực hành thì mình sẽ không thấy. Và khi một khi mình dễ vui, mình không có tinh tấn, mình muốn ngủ nghỉ thì như vậy cái thân nó sẽ ngủ nghỉ, nó sẽ làm cho mình ngủ nghỉ. Còn cái tâm mình mà tinh tấn đó, cho dù nó có mệt thì mình cũng vượt qua. Cho nên phải nhớ cái điều thứ sáu là phải tinh tấn cả về thân.
đúng giờ. Theo thời khóa biểu, cứ ngồi thiền rồi đi kinh hành liên tục, rồi duy trì cái chánh niệm của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái tuệ minh sát. Và cái nguyên nhân thứ bảy là cái đúng giờ để chúng ta ngồi thiền. Cho nên là sau khi về với cuộc sống rồi, chúng ta vẫn duy trì cái thói quen này. Ví dụ buổi sáng hay là buổi tối, mình chọn cái giờ thích hợp cho mình và mình cứ giữ cái giờ đó để cho nó thành thói quen. Và khi mà thói quen rồi thì chúng ta sẽ khó bỏ được. Cho nên tập cái thói quen tốt, ngồi thiền đúng giờ sẽ giúp cho chúng ta là có cái sự tiến bộ trong cái sự thực hành. Chứ không phải nói hôm nay tôi bận, tôi không thiền, để ngày mai, ngày mốt thiền. Đa phần chúng ta thường hay như vậy. Về với cuộc sống mà nói ra, một hai ngày đầu còn tinh tấn, bắt đầu ngày sau là không có duy trì. Về chính cái sự không duy trì này cho nên là chúng ta không phát triển được cái tuệ minh sát. Và ngày xưa chúng ta biết rằng không có nhiều vị thầy về dạy như bây giờ, không có ai dạy hết, rất là hiếm. Cách đây 30 năm thì lúc đó chỉ có ngài Kim Triệu ngày về thôi, mà lúc đó cũng rất là khó khăn. Khi ngài về, ngài cũng không có ở xuyên suốt để ngài giảng. Gặp ngài chỉ được một chút nghe, được một chút rồi ngài đi. Nhưng mà nhớ được những cái chính yếu để đem về áp dụng và cứ duy trì như vậy, mặc dù không có thầy bên cạnh, nhưng mà mình lấy cái chánh niệm mình làm thầy, lấy sự thực hành làm thầy. Mỗi ngày cứ thực hành cứ ngồi thiền tới giờ, cứ ngày nào cũng duy trì giống như vậy, rồi làm cái gì cũng chánh niệm hết, quên là làm trở lại. Và không có cần thầy hết, khi mình cứ sống với chánh niệm thì đâu có cần thầy. Cho dù có những lúc là mình sẽ không hiểu một vài vấn đề, nhưng mà cứ tiếp tục chánh niệm, tự động nó hiểu. Còn bây giờ chúng ta cứ ỷ lại và chúng ta thiếu cái sự tinh tấn, cho nên là chúng ta cứ lên rồi xuống, nước đun chưa sôi rồi cứ lại rút chấu ra, cho nên chúng ta không có làm gì được hết. Mà muốn có được cái tuệ minh sát là chúng ta phải duy trì cái sự thực hành của mình cho nó đúng, để nó trở thành thói quen và mình không có dễ vui. Giờ giấc ngày nào cũng như vậy, cho dù có bận việc gì đi nữa thì tới giờ đó cũng tự động. Mà khi mà cái giờ đó mà có việc gì mà không ngờ, mình sẽ thấy rất là khó chịu. Nó đã trở thành giống như người mà họ nghiện thuốc lá hay là nghiện ma túy đó, thì tới giờ họ phải dùng. Thì như vậy mình mà ngồi thiền như vậy, tới giờ nó cũng phải ngồi, không ngồi là nó sẽ rất là bức rứt, khó chịu y như vậy. Và nhớ là không nói chuyện. Cái yếu tố này cho nên thường xuyên nhắc nhở thiền sinh chúng ta không nói chuyện là như vậy. Mình nói một cái là nó mất đi hết. Một ngày chúng ta có chánh niệm, chúng ta cố gắng tu tập chánh niệm, mà một phút chúng ta nói chuyện một cái là nó mất đi hết công lao tu tập của chúng ta một ngày. Cho nên phải cố gắng tinh tấn không nói chuyện. Và tại vì mình tới đây là để mình thực hành mà, chứ đâu phải mình nói chuyện. Mình nói chuyện mấy chục năm nay đủ rồi, không cần nói nữa. Ở đây mình chỉ yên lặng và thực hành thôi, bằng ghi nhận bằng cái tâm của mình, làm việc bằng tâm chứ không làm việc bằng miệng của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển được cái tuệ minh sát. Và những ngày mặc dù là chúng ta còn khoảng hơn 3 ngày thiền tập thôi, tuy nhiên mặc dù ngay cả những cái ngày giờ phút cuối mà chúng ta cố gắng thực hành đúng, thì cái tuệ minh sát nó sẽ sanh khởi đúng như vậy.
Còn nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái thói quen của mình, chúng ta vẫn cứ dễ vui, vẫn cứ nhìn đây nhìn đó, rồi nói chuyện, mình nói mà nó có lợi ích gì hay không, mình chánh niệm lại xem cái việc mình nói nó có lợi ích hay không. Có lợi ích thì cái bài pháp ngày thứ 10 đã giảng cho chúng ta, Đức Phật ngài đã giải thích về chánh niệm trong đời sống. Khi mà mình nói mà cảm thấy những cái điều này nó không có lợi ích thì mình không nói, im lặng chánh niệm trở lại, từ từ nó sẽ quen. Mà một người sau này mà tu tập tốt rồi đó, mình không muốn nói nhiều. Thực sự với quý vị rằng một ngày mà không được tiếp xúc với ai phải nói rất là hạnh phúc vô cùng, mà khó, rất là khó, ở đâu rồi cũng đi tìm đến mình hết. Cho nên được một ngày mà không có ai đến mình thấy cái ngày đó nó hạnh phúc còn hơn là được cái gì. Còn ở đây mà mình được yên lặng mà mình lại không trân trọng, mình cứ thấy thiền sinh này là mình muốn nói chuyện, rồi gặp thiền sinh kia mình muốn nói họ chào hỏi, không có lợi ích gì hết. Cho nên vì cái sự dễ vui của mình, cho nên mình có thực hành nhiều đi chăng nữa, mình đi mấy chục khóa đi nữa, mình thực hành bao lâu đi nữa, thì cái sự thực hành mình vẫn không phát triển vì cái lý do này. Cho nên và đây là trong cái bài kinh Ban Nha Xuất Tá trong tăng trì bộ Đức Phật ngày dạy, chứ không phải đây là tự cái người hướng dẫn nói. Cho nên nhớ là không được nói chuyện từ đây cho đến cuối khóa thiền. Mình phải phát nguyện tuyệt đối im lặng để phát sanh cái tuệ minh sát. Nói chuyện không có lợi ích thì như vậy nó sẽ không có định tâm được. Ở trong cái quá trình chúng ta thực hành, cứ ngồi rồi nhớ cái việc hồi nãy mình nói cái này nói cái kia, tâm nó sẽ phóng dật. Rồi khi mà mình nói mình hãy niệm, niệm xem, rồi coi mình biết là những cái điều này mình có nên nói hay không nên nói. Cho nên khi mà mình có chánh niệm đó, mình sẽ để ý tất cả các hoạt động trong thân và tâm của mình, từ suy nghĩ, từ cái hành động, từ cái lời nói của mình. À, cái việc này nói có lợi ích thì mình nói, còn không có lợi ích, nói mà để cười đùa, không có đem đến cái sự phát triển trí tuệ, rồi nói mà đem đến cái sự phân chia, không đem đến lợi ích thì mình không nói, mà nói mà đem đến cái đau khổ cho người khác mình không nói. Cho nên khi muốn nói thì chúng ta niệm đó, rồi xem coi nó còn muốn nói nữa hay không. Khi mà mình chánh niệm thử xem, mình niệm nó là tự nhiên nó không muốn nói đi. Còn mình mà không chánh niệm cho nên là mình sẽ muốn nói. Và sau này mình trở về với cuộc sống thì mình tập cái điều gì nói có lợi ích mình nói, không có lợi ích không nói. Và cái gì nói pháp thì mình nói, còn nói chuyện này chuyện kia thì không nên nói. Rồi cái điều nguyên nhân thứ 8 để có được cái tuệ Vipassana là phân biệt được danh sắc. Thì khi mà chúng ta chánh niệm ở giai đoạn ban đầu, chúng ta sẽ thấy được cái tâm khi nhận đối tượng. Thì đối tượng nó là thuộc về sắc hay là thân, còn tâm nó ghi nhận đối tượng nó thuộc về danh. Thì nhờ có được cái sự phân biệt được danh và sắc thì chúng ta sẽ hiểu được cái ngũ trụ ổn do cái nguyên nhân nào. Ngũ trụ ổn là do chúng ta chấp giữ nó. Cảm thọ này là của tôi, thân này là của tôi, suy nghĩ này là của tôi,
Thì khi mà mình hiểu được đây chỉ có danh và sắc thôi, thì như vậy mình sẽ không có thấy những cái này là của tôi nữa. Mình chỉ thấy chỉ có danh sắc hoạt động, chứ không có một cái tôi nào đây. Chỉ có cái cảm thọ mà không có một ai cảm thọ hết. Còn khi chúng ta đồng hóa tôi cảm thọ, cho nên là chúng ta sẽ có cái phản ứng và khó chịu. Còn mình chỉ quan sát nó thôi. Hoặc là cái buồn ngủ, hoặc là cái suy nghĩ nó khởi lên, chúng ta chỉ nhận biết và quan sát nó thôi. Thì như vậy chúng ta không khó chịu. Còn khi mà mình ngồi thiền xong rồi cơn buồn ngủ nó đến, xong rồi mình khó chịu với nó, tại sao cứ buồn ngủ hoài, rồi tại sao cứ phóng tâm hoài, thì như vậy mình đang trách cái buồn ngủ, cái phóng tâm là của tôi, chứ mình không nhận thấy được. Cái đó chỉ là danh và sắc thôi, chứ không có tôi ta nào ở đây hết. Cho nên cái buồn ngủ sanh khởi, chúng ta ghi nhận nó. Rồi cái phóng tâm nó đến, chúng ta ghi nhận nó. Và nhớ là khi mà chúng ta nhận biết được cái phóng tâm này, chúng ta thấy phóng tâm nó mất đi. Còn khi mà mình nói là mình niệm phóng tâm, mình quan sát phóng tâm, mà chúng ta thấy phóng tâm nó kéo dài, là không phải cái này là mình đi theo cái sự suy nghĩ, chứ không phải là mình chánh niệm trên cái phóng tâm. Chánh niệm là mình chỉ ghi nhận cái dụ phóng tâm khởi lên, mình nhận biết được cái phóng tâm này là mình ghi nhận, mình biết nó có phóng tâm. Rồi sau khi mình ghi nhận rồi thì mình sẽ thấy được là cái phóng tâm nó mất đi, cái đối tượng ghi nhận phóng tâm nó mất đi, thì cái đó gọi là quan sát. Cái sự quan sát là nó biết được sau khi có sự phóng tâm đến, rồi có cái việc, có cái tâm nó ghi nhận cái phóng tâm, rồi cái phóng tâm nó mất đi, rồi cái đối tượng ghi nhận cái phóng tâm cũng mất đi luôn. Thì cái đó là quan sát, chứ không phải quan sát là đi theo cái phóng tâm. Chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Còn khi mà chúng ta đi theo cái suy nghĩ đó, cho nên là nó dẫn dắt chúng ta rất là dài. Hết một câu chuyện luôn, 10 phút, 20 phút. Còn khi mà mình nhận biết được phóng tâm là nó sanh khởi, có khi nó chưa có là một cái ngôn từ gì hết là nó đã mất rồi. Hoặc là nó có thể diễn ra 2-3 câu ở trong đó rồi nó mất. Mình thấy được 1, 2, 3 là nó mất liền. Nó chưa thành hình được một cái ý tưởng gì hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy được liền tức thời thì chúng ta ghi nhận nó, chứ không để cho nó dẫn dắt chúng ta, thì như vậy cái chánh niệm của mình sẽ trở nên sắc bén. Rồi cái buồn ngủ của bạn, khi mà thấy nó đơn là chúng ta thấy có trạng thái mê mê mờ mờ là phải niệm liền. Bắt đầu nó yên yên đó, nó đang phòng sạc mà nó yên rồi, có nghĩa là chúng ta phải niệm cái sự yên tĩnh đó. Không niệm là nó chuyển qua hồn trầm hoặc là phóng tâm liền. Cho nên chánh niệm của chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng nó đến là niệm liền, thì như vậy nó sẽ mất liền. Thì khi mà đối tượng mất liền thì cái tuệ minh sát nó sẽ vững mạnh. Thì đó là 8 cái nguyên nhân để có được cái tuệ vipassana, là trước hết là chúng ta phải có được cái bạn lành hay cái vị thầy có thể hướng dẫn thiền cho chúng ta, chứ không có tự thực hành thiền một mình. Tự thực hành rất là nguy hiểm. Sau khi nghe pháp hướng dẫn rồi mình mới thực hành. Rồi có những cái thiền sinh đó tự thực hành đó, cho nên là bị nhiều cái vấn đề. Rồi cái điều thứ hai là hỏi những cái điều mà mình chưa có hiểu rõ về sự thực hành, thì mình phải hỏi rõ lại để mình thực hành cho đúng. Rồi thứ ba là phải có thân ẩn cư và tâm ẩn cư. Thứ tư là phải có giới. Và thứ năm là phải có cái sự nghe nhiều học rộng. Và thứ sáu là phải có cái sự tinh tấn, cả thân và tâm tinh tấn.
thiền nào, không trễ giờ thiền nào, tinh tấn ngồi thiền để kinh hành. Rồi cái điều thứ bảy là đúng giờ là ngồi thiền và không nói chuyện, mình sống với chánh niệm thôi, cho dù mình có những cái người bạn như thế mình cũng không để ý tâm tâm mình. Mình thực hành cho mình mà, chứ không phải mình thực hành cho người khác. Cho nên chỉ quan tâm đến chánh niệm của mình thôi, quan tâm đến sự thực hành của mình thôi, thì như vậy cái sự thực hành mình mới dẫn đến kết quả. Cái điều thứ 8 là phân biệt được danh và sắc để hiểu rõ được cái ngũ thủ uẩn nó do cái nguyên nhân nào. Thì đó là 8 cái yếu tố giúp cho tiền sinh của chúng ta có được cái tuệ minh sáng. Và còn vài phút thì sẽ trả lời những cái câu hỏi của tiền sinh. Khi con chú tâm quan sát sự phòng xẹp thì thấy khó thở, hơi thở đứt quãng, đau vùng phía sau và phía trước ngực, nước bọt ra nhiều phải nuốt, nếu không thì thấy rát cổ họng. Xin sư cô giúp con vượt qua tình trạng này. Khó thở là cái nguyên nhân do mình kiểm soát hơi thở. Và khi mà trình pháp thì đã thấy được những cái thiền sinh mà khó thở đó là do họ kiểm soát đó. Họ muốn thở theo cái ý của mình, cho nên là mới bị khó thở. Mình cứ để hơi thở một cách tự nhiên, nếu mình không cảm nhận được phòng xẹp, mình có thể đặt tay lên vùng bụng của mình để mình cảm nhận. Và sau khi mình cảm nhận rõ ràng rồi thì mình buông tay xuống. Còn mình cứ cố gắng phòng cho nó thiệt căng, rồi mình hít vô cho nó thiệt sâu, cho nên chúng ta cảm thấy mệt, khó thở. Cho nên quan sát trở lại. Hơi thở đứt quãng là cái hơi thở tự nhiên thôi. Nó như thế nào mình ghi nhận như vậy. Khi mình quan sát thì mình sẽ thấy cái hơi thở có khi nó cứ từng lớp đứt quãng. Hết cái này nó mất rồi, một cái hơi thở nó đứt quãng như vậy. Thì khi mà mình điều khiển hơi thở, cho nên là mình bị tích ngực, đau ngực. Và hôm nay cũng đã có thiền sinh lên nói là còn kiểm soát hơi thở. Rồi mấy ngày trước cũng có thiền sinh cũng gặp vấn đề này. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta tự thực hành theo ý của mình, cho nên chúng ta mới bị. Còn khi mà mình thực hành theo đúng cái sự hướng dẫn thì mình không có bị cái vấn đề này. Và nhớ là quan sát bằng tâm của mình, chứ không phải dùng cái đầu để ghi nhận hay con mắt của chúng ta để nhìn cái phòng xẹp, mà là quan sát bằng tâm. Quan sát bằng tâm là nói như thế nào, ghi nhận nó như vậy. Nó nhẹ, nó nhấp nhô thì biết nó nhấp nhô, chứ không phải biết là nó phải phồng lên thì là phồng, hoặc là nó xẹp xuống thì là xẹp, không phải vậy. Nó tới đâu biết nó tới đó. Nó phồng nhiều thì biết nó phồng nhiều. Nó xẹp nhiều biết nó xẹp nhiều. Rồi khi thì nó nhấp nhô thoi thớp. Thoi thớp thôi. Rồi có khi thì nó mạnh thì là mạnh. Rồi có khi thì nó đẩy lên. Rồi có khi nó đẩy
xuân, rồi có khi phòng nó kéo rất là dài, có khi là cái sẹp nó rất là nhanh. Cái đó là sự quan sát tự nhiên. Còn mình cứ mình đi tập yoga gì trước đây đó, cứ là hít vào cho nó căng rồi thở ra cho nó sâu, cho nên là mình bị những cái vấn đề này. Cho nên nhớ bây giờ thở lại một cách tự nhiên, cứ để nó bình thường như trước bây giờ. Và nếu không cảm nhận được phòng sạc, đặt tay lên để quan sát nó. Và bây giờ nếu như cái sự đau ở phần phía sau, phía trước ngực, nếu mà nó vẫn còn do những cái tác hại của mình, do mình kiểm soát hơi thở đó, thì bây giờ mình nhìn thẳng ngay, nhìn thẳng vô ngay cái chỗ đau tức đó, nhìn thẳng vào đối tượng và quan sát nó thì nó cũng sẽ mất đi. Và nhớ là thở lại một cách bình thường, không kiểm soát nó nữa, thì những cái trạng thái này nó sẽ mất đi. Rồi nước bọt mình ra, khi mà nước bọt ra thì mình niệm, mình nuốt thì mình cứ nuốt, chứ đâu có bắt mình phải là ngậm ở đó. Khi mình khi gì mình làm cũng chánh niệm thì mình sẽ duy trì được cái chánh niệm. Cho nên là khi mình cần thấy, mình cần nuốt là mình nuốt với chánh niệm, mình niệm muốn nuốt rồi mình nuốt. Mình nuốt trong chánh niệm, mình theo dõi nó sau khi mình nuốt như thế nào. Còn khi mà nó vẫn chưa đến mức mà mình quan sát được cái sự nghẹn ngẹn, khi cái tuyến nước bọt nó ra nó ngẹn ở cổ, mình quan sát thì nó sẽ thông ra luôn, nếu cái chánh niệm mình nó tốt, nó mạnh. Còn không thì khi mình muốn nuốt thì mình niệm, tại vì chánh niệm là quan trọng, mình duy trì được chánh niệm thì nó sẽ thiết lập được cái định tâm cho mình, chứ không phải là khi có nước bọt ra rồi mình không có ấy. Khi mà mình thấy, cảm thấy có cái sự nước bọt ra nhiều thì mình phải nuốt nó. Ý trong lục căn và tâm có gì khác nhau không ạ? Cái câu này giảng hôm trước rồi, chúng ta đã quên. Ý và tâm đều có nghĩa giống nhau hết. Tâm cũng là biết mà ý cũng là biết luôn. Cho nên là nó không có giống nhau, không có khác nhau. Tuy nhiên chỉ cái chữ thôi, cái chữ nó dùng là khác nhau. Trong lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Thì như vậy khi mà họ dùng trong cái lục căn thì họ sẽ dùng cái chữ vào chất khu đò ra nhãn căn, rồi nhĩ căn là sô tá đò ra. Còn nếu mà nói tâm á, là họ sẽ dùng cái chữ là chất khú vì nhà ná, chứ không có dùng là chất tá. Khi mà nói đến tâm bất thiện hoặc tâm thiện thì họ sẽ dùng cái chữ chất tá. Nhưng mà khi nói về cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức thì họ sẽ dùng cái chữ vì nhà ná. Còn khi mà cái ý thức á, trong cái lục căn, nhãn căn, nhĩ căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì cái ý thức này nó được gọi là mano vijnana, là cái ý thức ở trong cái lục căn. Thì như vậy họ sẽ dùng cái chữ mano là ý, nhưng mà đều ám chỉ là cái sự biết. Cho nên nó đều giống nhau thôi, không có khác nhau, chỉ cái từ ngữ nó khác thôi.
Mong sư cô giảng cho chúng con về 10 phiền não minh sát tuệ, 16 tầng tuệ minh sát và 4 đạo quả. Những bài pháp trước và cũng thường xuyên đề cập cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không nắm rõ thì chúng ta có thể nghe lại những cái bài giảng sau cái khóa thiền chúng ta vào chúng ta nghe lại. À, 16 tuần tuệ minh sát thì những cái ngày đầu đã giảng cho chúng ta về những cái tuệ minh sát, về từ cái tuệ danh sắc, về nhân quả, vân vân. Tuy nhiên không có nói rõ hết tất cả các tầng tuệ, tuy nhiên cũng có đề cập đến những cái tầng tuệ đó, thì ngày nay sẽ giải thích cho chúng ta thêm về cái 16 tầng tuệ minh sát. Mười cái phiền não minh sát tuệ là chúng ta thấy là ánh sáng nè. Khi chúng ta thấy ánh sáng, rồi cái hỷ là tinh tấn, sự hiểu biết, định tâm, mong muốn, rồi xả, thì trong cái quá trình mà chúng ta thiền, những cái đối tượng như là ánh sáng chúng ta sẽ thấy, hoặc chúng ta sẽ có được cái định tâm, hoặc chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn hơn, rồi chúng ta sẽ có cái nghĩ, rồi chúng ta có cái sự lạc, rồi chúng ta có sự thanh an, rồi chúng ta có cái sự hiểu biết, rồi chúng ta sẽ có cái xả trong cái thiền minh sát. Trong cái 10 cái tuệ phiền não đó, nó không phải là xả của cái từng tuệ của từng thiền minh sát, chúng ta nhớ, tại vì nó chỉ là cái khởi đầu. Khi mà chúng ta chánh niệm được tốt đó, thì nó sanh khởi thôi, chứ nó không phải là cái xả của cái gọi là sankharupekhanyana, là cái tuệ hành xả trong 16 tầng tuệ. Thì 10 cái tuệ phiền não, một là cái ánh sáng, hai là hỷ lạc. Thì khi mà mình có chánh niệm được khi mình chánh niệm được tốt rồi đó, thì chúng ta thấy những cái này, ánh sáng sanh khởi và cái hỷ lạc, rồi thấy được an tịnh, mình có an tịnh, để chúng ta thấy, chúng ta quyết định, chúng ta biết mình thực hành con đường này đúng, và mình quyết định cho cái sự thực hành của mình. Rồi cái tiếp theo, thứ năm là tinh tấn, mình thấy mình có sự tinh tấn hơn những ngày đầu. Rồi sau khi tinh tấn là mình thấy mình chánh niệm được, mình có sự an lạc, rồi mình có được cái trí tuệ, mình hiểu biết được, mình ghi nhận, mình thấy được cái đối tượng, tâm nó ghi nhận đối tượng, rồi mình thấy được cái chánh niệm, mình có được chánh niệm, rồi có cái xả. Chúng ta không có giống những ngày đầu chúng ta bị dính mắc vào những cái đối tượng, thì bây giờ chúng ta khi chánh niệm thì chúng ta có cái xả. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta mong muốn cái sự thực hành, và mong muốn thấy được những cái nó cao hơn nữa, thì nó sanh khởi trong lúc mà chúng ta thiền tập. Thì những cái giai đoạn ban đầu chúng ta thấy chúng ta ngồi thiền những ngày đầu rất là vất vả, là hôn trầm thủy miên đau nhất, không có ngồi yên được, cho nên chúng ta không thể phát triển được. Và sau khi qua những cái ngày tinh tấn, chúng ta thấy
chúng ta có chánh niệm hơn thì đây chỗ này 10 tùy phiền não nó sanh khởi. Rồi khi mà chánh niệm như vậy thì bắt đầu nó có định, rồi định thì bắt đầu nó phát sinh ánh sáng, rồi cái hiện lạc nó đến, rồi chúng ta thấy nó an tịnh, rồi mình thấy mình có sự tinh tấn, rồi có cái sự an lạc. An tịnh đây, an tịnh về thân, rồi an lạc về tâm, rồi chúng ta hiểu biết được, chúng ta nói là chúng ta hiểu hơn trước đây, có sự hiểu biết hơn, rồi chúng ta mong muốn cái sự thực hành của mình hơn nữa. Thì khi mà cái giai đoạn gọi là cái tuệ minh sát, tuệ sanh diệt nó còn yếu đó, thì chúng ta sẽ sanh khởi 10 cái tùy phiền não này, được gọi là phiền não vì nó ngăn che cái sự phát triển thực hành của chúng ta. Có nghĩa là do sự thực hành của chúng ta nó được tốt rồi thì 10 cái điều này nó mới sanh khởi. Mà 10 điều này nó sanh khởi, chúng ta không niệm nó và chúng ta dính mắc vào nó, cho nên là chúng ta bị ngăn chặn. Chứ không phải vì 10 điều này là điều xấu, chúng ta nhớ 10 điều này không phải là 10 điều xấu. Nó có được là do sự chánh niệm của chúng ta mà có, do sự tinh tấn của mình mà có. Nhưng mà mình phải niệm nó luôn để cho không có cái sự dính mắc vào. Khi có cái sự an lạc cũng phải ghi nhận, rồi an tịnh cũng phải ghi nhận. Cho nên thì có một vài thiền sinh lên trình pháp thì họ đã thấy được cái sự an tịnh, thấy nó yên, thấy nó an tịnh, nhưng mà họ lại không chánh niệm trên cái việc đó. Và cho nên là cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cứ như thế hoài, cho nên nó mới gọi là cái phiền não của thiền Vipassana nó ngăn chặn cái sự phát triển. Còn khi mình vừa thấy là mình niệm liền tức thời thì như vậy cái tuệ sinh diệt nó trở nên sắc bén. Thì đó là 10 cái tùy phiền não ở trong cái thiền Vipassana. Và 4 đạo quả. Hình như cái tâm của chúng ta nó ở đâu? Khi sau khi mà nghe giảng, hình như chúng ta là không có để ý lắm, cho nên là và chúng ta nhớ rằng mình mà đi qua bên mạng nước ngoài, đi qua Myanmar đó, mà mình thứ nhất là nhớ là chúng ta chỉ được trình pháp 5 phút một người mà không được hỏi bất cứ cái gì cả. Và có khi đó thì hồi trước đây khi đi thực hành thì đa phần là nghe lại từ băng đĩa của Ngài Upandita. Chỉ khi nào có phát hiện mùa đông của Ngài thì lúc này Ngài mới giảng trực tiếp, còn đa phần là nghe lại từ băng hết. Và chỉ nghe một lần, không có nghe tới nghe lui. Còn ở đây ngày nào cũng giảng như đó, ngày nào nói tới nói lui như đó, mà cứ hỏi tới hỏi lui, thì không biết là trong lúc thiền sinh chúng ta đang ngồi nghe pháp, nghe bằng cái tâm gì, chúng ta có quan sát chánh niệm trên cái việc nghe pháp của mình hay không. Nếu mình chánh niệm trên việc nghe pháp thì mình sẽ nhớ nó, mình sẽ không có bị quên. Còn mình mà nghe mà mình không để ý đến, rồi lúc thì nghe được một hai chữ rồi xong rồi cứ ngồi thiền, thì làm sao chúng ta hiểu được. Bốn đạo quả ở đây nhắc lại đó là tu đạo một đạo, tu đạo một quả, cho cái vị thánh đầu tiên, cái vị mà
nhập vào cái dòng thánh đầu tiên. Thì cái vị này sẽ đoạn trừ được bốn cái tâm tham hợp với tà kiến. Và cái tâm si hoài nghi về Phật Pháp Tăng, về cái sự thực hành của mình và giới, năm giới hoàn toàn trong sạch. Cho nên được gọi là cái quả vị nhập lưu. Nhập lưu có nghĩa là nhập vào cái dòng thánh và còn tái sinh trong vòng nhiều nhất là 7 kiếp nữa. Có nghĩa là sẽ còn tái sinh trong vòng 7 kiếp và kiếp cuối cùng sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán chứ không có hơn nữa. Và sẽ chứng đắc có thể là trong cõi người hoặc là cõi trời. Rồi cái đạo quả thứ hai gọi là tu đà mường đạo. Đạo là nó sát trừ phiền não, còn quả là được hưởng cái thành quả mà chúng ta đã có được, cho nên gọi là quả. Tu đà mường có nghĩa là cái vị thánh này sẽ còn tái sinh về cõi dục giới. Có nghĩa là cõi dục của chúng ta nè, một kiếp thôi, rồi vị đó sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán. Và đối với vị tu đà mường thì tùy theo cái hạnh của các vị đó, nếu mà cái vị đó là một vị trí tuệ sắc bén thì như vậy vị đó sẽ chỉ tái sinh một kiếp nữa, rồi vị đó sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán. Còn vị nào mà muốn gọi là enjoy nữa trong cái đời sống nhiều người giống như bà Visakha đó, thì như vậy bà sẽ tiếp tục trong 7 kiếp, thì kiếp cuối cùng bà sẽ chứng đắc cái đạo quả A La Hán. Còn ai mà không còn muốn thụ hưởng cõi dục lạc này nữa thì trong một kiếp nữa thì họ sẽ tái sinh cái cảnh giới sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán, gọi là ekavichi. Ở trong cái Vibhanga có giải thích về bảy cái loại tu đà mường, là cái vị đó là ekavichi, là cái chủng, là một kiếp thôi, có nghĩa là sau một kiếp đó thì sẽ chứng đắc đạo quả. Rồi có vị thì là sanh từ cái này qua, sanh qua cái cảnh giới kia, rồi có vị thì sẽ tái sinh 6 kiếp hoặc là cuối cùng là 7 kiếp thì chắc chắn sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán, không hơn không kém. Còn cái vị thánh thứ hai gọi là quả vị nhập lưu, diệu lưu, vị tư đà mường có nghĩa là sẽ không còn tái sinh về cõi dục, sẽ còn tái sinh trong cõi dục một kiếp nữa, rồi sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán. Rồi cái vị thánh thứ ba là cái vị thánh A Na Hàm, gọi là bất lai, có nghĩa là sẽ không còn tái sinh về cõi dục giới nữa. Nếu mà vị đó chứng đắc là sẽ tái sinh vào Phạm Thiên và sẽ tu tập ở đó, rồi chứng đắc cái đạo quả thánh A La Hán ở đó luôn. Và đạo quả cuối cùng là quả vị A La Hán, hay là gọi là A La Hán. Đạo quả thứ tư là cái vị này sẽ không
không còn tái sinh bất cứ cảnh giới nào hết. Sau khi mà chứng đắc đạo quả và sau khi mà nhập diệt thì sẽ không còn tái sinh sinh tử luân hồi nữa, cho nên mới được gọi là A-la-hán. Làm thế nào để phân biệt hơi thở đang bị kiểm soát và hơi thở tự nhiên? Nếu phát hiện hơi thở đang bị kiểm soát, làm thế nào để trở lại bình thường? Kiểm soát là mình mong muốn mình thở theo ý của mình. Mình muốn thở phình cho thật to, rồi xẹp cho thật nhiều, đó là mình thở theo ý mình. Còn nó như thế nào, mình quan sát như vậy là mình thở bình thường. Còn mình thấy mình đang kiểm soát là mình phải để lại cho nó bình thường, mình đặt tay lên bụng, thì lúc này mình không có cố gắng thở bằng cái ý của mình mà cứ để tự nhiên, đặt tay lên vùng bụng và quan sát nó bình thường. Bây giờ này mình đang ngồi này, mình đâu có kiểm soát hơi thở đúng không? Thì bây giờ mình để đặt tay lên bụng, mình quan sát nó nhấp nhô thì biết nó nhấp nhô, nó như thế nào thì biết như vậy, thì có nghĩa là hơi thở tự nhiên. Còn mình kiểm soát có nghĩa là mình mong muốn điều khiển, mình thở cho nó bình, nó thở cho nó dài theo ý của mình, rồi thở cho ngắn theo ý của mình, rồi thở cho nó đều, là đó là theo ý của mình. Vì nếu mà hơi thở không giống nhau có nghĩa là hơi thở bình thường, mà nếu mà mình thấy cái nào nó cũng giống nhau hết có nghĩa là hơi thở mức bình thường, là không tự nhiên. Dạ thưa sư cô, hôm qua khi nghe cô khém nhắc nhở, con muốn xin sám hối để tâm được an trong những ngày anh ở cần đầy. Vì con thật trân quý những ngày được tu học với cô, muốn có sự thành tựu để trình pháp, như sự cúng dường thực hành pháp tối thượng. Con có quy y và nguyện giữ năm giới trong khóa tu. Con cũng không ăn chiều hay đeo nữ trang. Tuy nhiên, do con bị hôn trầm nhiều, nên chiều con thường dùng cà phê hay nước ngọt tự mua để giữ sự tỉnh táo và giảm căng thẳng. Con cũng tự mang theo sữa để dùng khi kiệt sức. Con có trữ tiền để mua vật dụng cá nhân khi cần. Con còn dưỡng da và bôi kem chống nắng để yên tâm khi đi kinh hành ngoài trời. Con sẽ không mua nước để dùng nữa. Thì khi mà mình thấy mình làm sai thì mình làm trở lại. Mà sẽ cố gắng chánh niệm trên sự buồn ngủ. Nhưng khi dùng nước, con cũng có thực hành quán thân để tránh cảm thọ và tâm tham khởi sinh. Con xin phép hạn chế thọ dùng vật phẩm của khóa tu, cũng như không ăn sáng, vì cũng muốn tránh tổn phước khi tu tập không có thành quả mà còn lạc trốn cơm gạo của Tam Bảo. Con xin được biết ơn sâu sắc đến các ban hộ trì đã có những sự quan tâm sắp tới khéo léo giúp con có tinh thần hơn khi gặp khó khăn trở ngại về thân tâm. Có bạn thì đề xuất con đi hành khi quá buồn ngủ, có bạn thì nhắc con quan sát sự nóng để ngồi thiền không bị động tâm sân, có bạn thì nhắn như con cố lên hãy giữ chánh niệm liên tục. Khi thấy con ngồi nghỉ lúc đi kinh hành, con cảm phục sự khiêm hạ trong cách ứng xử và tâm tư trong giao tiếp của các bạn, làm cho con thấy mình phải tự cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Nhưng hiện tại con đang bị vướng tâm sân với một vị hộ thiền, chưa có pháp để xả bỏ.
Khi vị ấy xuất hiện trước mặt, con biết tâm đang đầu con chánh niệm tâm. Con chánh niệm trên thân và hơi thở thì tâm đã lắng. Và nhiều lần lặp lại như vậy. Cho đến thời giảng pháp tối qua, con bị mất hết cả đoạn pháp về chánh định. Vì trong tâm cứ liên tục cứ hiện lên hình ảnh và cảm xúc xấu về người ấy. Con nghĩ đây là quả xấu cũng do mình tạo, cũng do mình tạo nhân nên mới bị trải nghiệm tiêu cực trong khi tu tập. Lúc đi vệ sinh, con quán thân để tránh cảm thọ của đau bóng, thì con lại lo không biết một điều ấy. Không thấy mình thì con nghĩ mình trốn tu, thì con cũng tranh thủ đi cho nhanh lúc ra thấy vị ấy. Còn đứng quan sát, con thấy mình làm bận lòng vị ấy quá. Rồi khi trời sắp mưa, con về gốc, rút quần áo cho mình và đại chúng. Con cũng lại nghĩ lỡ ngồi thiền, tìm không ra mình thì sao? Lúc đi kinh hành, con chợt thấy vị ấy ngừng lại chỗ bình nước con đặt ở góc đường đi và ghi chép gì đó. Con nghĩ mình lại sai gì rồi, nhưng sao lại không nhắc nhở, và cứ như sau đó cầm tờ giấy ghi nhận điều gì, con thấy bị xúc phạm vô cùng. Cứ như mình là tù nhân bị cai ngục giám sát và nhìn chằm chằm khi đứng, khi đi đứng. Rồi khi vị ấy hỏi về chuyện chấp tác, con thấy là mình quét dọn tại cốc chung của đại chúng. Có lẽ là vị ấy hiểu lầm nhưng lại không có ý thức xin lỗi mà chỉ nói là ghi nhận. Con thắc mắc vị ấy đang ghi nhận trong tâm gì, có thể dùng pháp mà không hiểu pháp chăng? Tại sao ở quy tịnh khẩu mà hộ thiền lại đi đọc khẩu trong sự giám sát sai mục đích của hộ thiền, không khéo lại thành trở thiền, phá rối sự chánh niệm của thiền sinh? Con hổ thẹn trong tâm sân si của mình, con cảm thấy tệ hại và thất bại trước tâm sân. Xin cô hướng dẫn con cách tư duy để khởi lên tâm từ đối trị với đối tượng phiền não. Vì tâm con còn yếu nên mới tham gia tu tập. Cho nên tại sao khi chúng ta thấy đối tượng là chúng ta phải nhìn thấy là như vậy? Khi mình niệm thấy đó, chúng ta cứ niệm thấy, thấy liên tục thì tự động nó sẽ không có còn phân tích và đánh giá đối tượng nữa. Và sau khi mình niệm thấy rồi, mình quan sát cái việc ghi nhận, mình quan sát cái tâm mà mình đang ghi nhận cái việc thấy đó xem coi nó như thế nào. Chắc chắn sau khi mà mình niệm cái sự thấy đó là chúng ta sẽ ngăn ngay cái sự phân tích đánh giá này, là tâm sân nó sẽ không sanh khởi, quay về thân và tâm đi. Còn khi mà mình vì mình nhìn đối tượng đó mình không có chánh niệm cho nên là mình mới sân. Còn nếu mình nhìn họ, mình đã có cái không có thiện cảm với họ thì lúc này mình phải chánh niệm ngay khi thấy thì tâm sân nó sẽ không có sanh khởi. Còn nếu như cái chánh niệm mình yếu, qua cái việc thấy mà mình không niệm kịp, nó khởi phát lên tâm sân, thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái tâm sân của mình, niệm và quan sát trên cái việc ghi nhận tâm sân đó. Thì cái này nó cũng mất luôn. Cho nên cả hai cái, nếu là trong cái thấy, cho nên chúng ta phải niệm thấy thì mình cứ niệm thấy thì làm sao mình sân được? Vì mình không niệm cho nên là mình mới sân, cho nên phải niệm tức thời khi thấy đối tượng. Thì tự động khi chánh niệm có thì tâm từ nó sẽ có. Còn mình không có chánh niệm thì tâm từ nó sẽ không có. Và nó sẽ
khó chịu, sân hận với cái đối tượng mà mình đã có cái sự khắc ghi ở trong tâm của mình. Cho nên muốn như vậy phải chánh niệm kịp thời kịp lúc và thấy chỉ là thấy thôi, và đừng có chấp rằng thấy người này người kia. Cho nên nhớ cái câu mà đề là Ditthi Ditta Mattam Bhavissati, là trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy thôi, và đừng có thấy là tôi thấy người này. Khi mình thấy tôi thấy người này thì phiền não sẽ sanh khởi. Còn mình chỉ thấy là con mắt nè, nó ghi nhận cảnh sắc, cái đối tượng đó là cảnh sắc đó, rồi mắt mình ghi nhận, thì hai cái này nó xúc chạm. Cho nên là mình nhận biết được thì mình phải niệm nó thấy, thì như vậy cảm thọ sẽ không là cảm thọ khó chịu. Còn mình không niệm thì nó sẽ sanh khởi cái khó chịu, mà khó chịu dẫn đến tâm sân nó bộc phát. Cho nên phải niệm ngay tức thời là như vậy. Và vì đa phần là cái tâm mình quá nhạy cảm thôi, rồi mình suy nghĩ nó nhiều. Thực ra là các bạn đều muốn cho mình tốt, chứ không phải là có cái ý ghét bỏ mình gì cả. Tuy nhiên vì cái sự gọi là cái cách cư xử không có khôn khéo mà nó ảnh hưởng đến thiền sinh, cho nên khi mình có cái suy nghĩ chân chánh là không có sân hận, không có sự đạo hại, cho nên khi mình có sân hận thì mình sẽ tìm những cái từ ngữ để mình nói. Thì như vậy chúng ta thấy sau khi chúng ta nói, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận vì những cái lời nói của mình. Cho nên chánh niệm nó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn những cái tâm bất thiện nhớ nó khởi lên niệm đó. Và từ từ mình thấy khi mình niệm kịp thời kịp lúc là nó mất đi luôn, nó mất luôn cái sự thấy đó. Và khi mà thấy mình niệm, mình thấy cứ đến đó rồi niệm một tiếng là mình thấy cái tâm nó quân bình liền, không còn thấy là cái cô này cô kia nữa, và sẽ thấy chỉ là cái thấy thôi, và mình không bận tâm nữa, mình tập trung vào cái việc của mình. Còn khi mà mình cứ để ý thì mình sẽ khó chịu, mà khi đã khó chịu rồi nhìn thẳng vô cái khó chịu, niệm khó chịu thì nó sẽ mất. Mà khi mình niệm được trên cái thấy đó mà nó mất rồi, mình sẽ cảm thấy cái tâm từ của mình đối với cái người khác, mình thấy tội nghiệp và mình thấy không có cái sự khó chịu. Cho nên nhớ phát triển chánh niệm nhiều thì nào sẽ giúp cho cái tâm từ của chúng ta nó sẽ được thiết lập. Một cái tâm từ muốn được có thực sự là phải do cái chánh niệm. Bây giờ mình cứ cố gắng rải tâm từ nhưng mà mình không có thực sự tâm từ thì khó mà rải. Cho nên muốn như vậy phải niệm trên cái đối tượng. Khi mà mình thấy là mình niệm liền tức thời, đừng có để cho nó quá sâu. Khi thấy mình nhớ niệm thấy, thì khi mình niệm thấy tự nhiên mình thấy nó mất tiêu, nó không còn khó chịu nữa. Thì lúc đầu mình khó, mình niệm thầm, sau này chánh niệm mình chạy đáng rồi thì nó chỉ cần nhận biết là nó mất liền thôi. Cho nên cố gắng chánh niệm trở lại thì mình sẽ vượt qua. Nhớ chánh niệm là nó sẽ giúp mình ngăn chặn phiền não. Cầu chúc cho tất cả các thiền sinh của chúng ta luôn được nhiều sự vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, tinh tấn trong những ngày thiền còn lại để nếm được cái hương vị pháp bảo ngay trong cái sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.